Chiều nay không có mưa bay. Clip này Dung sẽ nói rất là chi tiết từng câu hát luôn, cho nên là rất là hy vọng là các bạn mới tập chơi mình cũng có thể chơi được bài này ha. Đầu tiên mình sẽ đến với phần hợp âm trước, sau đó là Dung sẽ hướng dẫn các bạn đệm hát chi tiết nha. Đối với các bạn nữ, các bạn muốn hát cái tông cao hơn thì các bạn có thể dùng kẹp capo, các bạn kẹp lên một ngăn bất kỳ, và mỗi lần mà các bạn kẹp lên ví dụ ngăn thứ hai thì các bạn dò thử tông của nó đã phù hợp với mình chưa. Nếu mà phù hợp rồi thì mình sẽ chọn cái ngăn đó để mình chơi ha. Còn cách đánh tay phải thì cũng tương tự như là không kẹp capo. Ok, quay trở lại với phần hợp âm ha. Đầu tiên mình sẽ có hợp âm đô trưởng ký hiệu là chữ C. Ngón trỏ mình sẽ đặt ở vị trí dây số 2 ngăn thứ nhất. Ngón giữa mình sẽ đặt ở vị trí dây số 4 ngăn thứ hai, và ngón áp út mình sẽ đặt ở vị trí dây số 5 và ngăn thứ ba như thế này. Đó, các bạn nhớ là mình sẽ đặt gần mấy cái thanh sắt như thế này ha, mấy cái thanh mà trắng giữa như nè, để cho nó sẽ giảm cái lực đau tay của mình ha. Dây bass của hợp âm đôi chủ sẽ là dây số 5. Đây là dây số 5 ha. Đó, dây từ trên xuống dưới của mình sẽ là 6 5 4 3 2 1. Mình đọc cái dây bass của từng hợp âm là dây nào thì các bạn nhớ luôn nhé. Dây bass của đôi trưởng là dây 5. Tiếp theo là mình sẽ có hợp âm mi 7 ký hiệu là chữ E7. Thì ngón trỏ các bạn sẽ đặt ở dây số 3 ngăn thứ nhất. Ngón giữa mình sẽ đặt ở dây số 5 ngăn thứ hai. Dây bass của hợp âm mi 7 sẽ là dây số 6. Rồi tiếp theo là mình sẽ có hợp âm la thứ ký hiệu là chữ AM. Ngón trỏ mình sẽ đặt ở dây số 2 ngăn thứ nhất. Ngón giữa mình đặt ở dây số 4 ngăn thứ hai. Ngón áp mình đặt ở dây số 3 ngăn thứ hai. Hai ngón này sẽ đặt cùng một ngăn thứ hai luôn nè. Rồi, dây bass của âm la thứ sẽ là dây số 5 ha. Tiếp theo mình sẽ có hợp âm son trưởng ký hiệu là chữ G. Ngón giữa các bạn sẽ đặt ở dây số 6 ngăn thứ ba. Ngón trỏ các bạn sẽ đặt ở dây số 5 ngăn thứ hai. Ngón áp út mình sẽ đặt ở dây số 2 ngăn thứ ba. Ngón út mình sẽ đặt ở dây số 1 ngăn thứ ba. Đó, như vậy ngăn thứ ba là mình sẽ đặt tới ba ngón này nè. Đó, và chỉ có ngón trỏ là đặt ở dây số 5 ngăn 2 thôi. Dây bass của hợp âm son trưởng sẽ là dây số 6. Hợp âm mi thứ ký hiệu là chữ M. Thì ngón áp út mình sẽ đặt ở vị trí dây số 5 ngăn thứ hai. Ngón giữa mình sẽ đặt ở vị trí dây số 4 ngăn thứ hai như thế này ha. Đó, các bạn có thể đặt, nói chung là đặt ngón nào ở hợp âm này tùy các bạn ha. Có thể dùng ngón trỏ cũng được như thế này, không thế này. Đó, mình thì hay dùng vậy.
Học âm dây bát của học âm mi thứ sẽ là dây thứ 6. Học âm re thứ kỳ là chữ D M. Ngón trỏ mình sẽ đặt ở vị trí dây số 1, ngang thứ nhất. Ngón giữa mình sẽ đặt ở vị trí dây số 3, ngang thứ hai. Đó, ngón áp út mình sẽ đặt ở vị trí dây số 2 của ngang thứ ba như thế này ha. Rồi, dây bát của hợp âm re thứ sẽ là dây số 4 đây. Hợp âm pha trưởng ký hiệu là chữ F. Thì hợp âm pha trưởng nó có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể dùng hợp âm chặn như thế này. Cách thứ hai là dùng hợp âm pha mở. Thì đối với các bạn mới tập thì Dung khuyên là sẽ xài hợp âm pha mở cho nó dễ. Thì các bạn sẽ dùng cái ngón trỏ này, các bạn giữ cùng một lúc dây 1 và dây 2 của ngang thứ nhất như thế này ha, mình đè vô cùng một lúc này. Rồi ngón giữa mình sẽ đặt ở vị trí dây số 3 ngang thứ hai. Ngón áp út mình đặt ở vị trí dây số 4 ngang thứ ba. Và dây bát của hợp âm pha trưởng mở sẽ là dây số 4. Rồi, đối với các bạn nào mà mình muốn chơi hợp âm pha chặn thì các bạn sẽ dùng cái ngón trỏ này, các bạn chặn hết các dây của ngang thứ nhất. Rồi, ngón giữa thì mình sẽ để vào vị trí dây 3 của ngang thứ hai. Ngón áp út để ở vị trí dây 5. Và ngón út để vị trí dây 4 của ngang thứ ba như thế này ha. Vậy hai ngón này mình sẽ giữ hai cái dây 5 và 4 của ngang thứ ba. Ngón giữa thì dây 3 ngang 2, ngón trỏ thì giữ hết luôn. Thì dây bát của hợp âm pha chặn sẽ là dây số 6 nha. Khi mà chặn vô rồi thì cái dây bát của nó là dây 6. Thì nếu mà các bạn muốn nó chặn khỏe hơn thì cái phần ngón trỏ này là mình sẽ hơi nghiêng một tí để dùng cái phần xương bên này mình chặn. Chứ nếu mà mình chặn thẳng như vậy á, mà tay con gái ví dụ như tay của Dung mà Dung chặn thẳng như vậy nó sẽ bị yếu, yếu là nó sẽ rè dây. Đó, tiếp theo là mình sẽ có một hợp âm chặn nữa, đó là âm pha thứ. Hợp âm pha thứ thì nó chỉ xuất hiện ở cái khúc cuối bài thôi và xuất hiện đúng một chỗ thôi, cho nên là các bạn cũng đừng có sợ. Ngón trỏ các bạn sẽ chặn hết tất cả các dây của ngang thứ nhất, ngón áp út và ngón út thì các bạn đặt ở dây 5 và dây 4 của ngang thứ ba như thế này, và còn ngón giữa đây là các bạn sẽ đè phụ chung với lại ngón trỏ, thì mình sẽ có âm pha thứ ha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đến với phần để hát bài này nha. Ở cái câu đầu tiên, nắng vàng góc phố hoa nghiêng dài trong mắt, hợp âm đô trưởng và mi bảy thì các bạn sẽ đánh như thế này ha. Đô trưởng là các bạn giữ vào đô trưởng, các bạn sẽ đánh là bát ba hai một nghỉ nghỉ. Đó, mình đánh xong mình nghỉ hai nhịp ha. Bát thì dưới bát của đô trưởng sẽ là dưới năm nè, bát ba hai một nghỉ nghỉ. Sau đó chuyển qua mi bảy thì dưới bát của mi bảy sẽ là dưới sáu, bát ba hai một rất là dễ đúng không? Vô hát nào. Nắng vàng góc phố hoa nghiêng dài trong mắt. Đó. Khi mà các bạn đánh xong bát ba hai một cái các bạn để nó ngân rồi mình cứ hát, sau đó mình chuyển hợp âm ở cái câu tiếp theo, cái chữ tiếp theo, và cứ thấy cái hợp âm nó đặt trước chữ nào thì là các bạn chuyển hợp âm ở cái chữ đó. Tiếp theo câu dưới nè. Và thu nhẹ trôi câu dưới nó xuất hiện ba hợp âm là la thứ, son trượng và pha trượng. Thì cái la thứ là các bạn sẽ đánh công thức là bát ba hai ba, rồi qua son trượng bát ba hai ba. La thứ dưới bát là dưới năm, bát ba hai ba, son trượng bát là dưới sáu. Sau đó qua pha trượng thì mình lại đánh cái công thức như hồi nãy, bát ba hai một nghỉ nghỉ. Đấy, mình ghép thử câu trên với câu dưới nha. Nắng vàng góc phố hoa nghiêng dài trong mắt, và thu nhẹ trôi rất êm. Chiều nay không có mưa bay và anh ngủ quên đã lâu rồi. Câu là chiều nay không có mưa bay và anh ngủ quên đã lâu rồi là xuất hiện bốn hợp âm.
rê thứ, son trụ, mi thứ và la thứ. Như vậy tại bốn hợp âm này các bạn sẽ đánh cái công thức là bát ba hai ba, đó, giống cái la thứ cái son trụ bên trên á, tại chỗ đó ha. Chiều này không có mưa bay và anh cũng quên đã lâu rồi đó. Rồi cái câu cuối cùng là ngủ quên trên phố một mình, thì mình lại đánh trở lại cái công thức ở trên. Ngủ quên trên phố một mình đó. Rồi thử là bát ba hai một, nghỉ nghỉ son trưởng. Cái khổ tiếp theo là mưa là khúc hát, mưa là năm tháng, cho đến cùng anh ngồi hát vu vơ, thì các bạn hoàn toàn có thể chơi y chang cái khổ thứ nhất, khổ đầu tiên. Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng, con em là những nhớ mong của đời anh đó. Mình có thể chơi tương tự, nhưng mà mình có thể biến tấu thêm một tí nữa là khúc khổ thứ hai á, là những cái chỗ nào mà có hợp có cái tiết tấu là bát ba hai một nghỉ nghỉ, thì các bạn có thể thay thành tiết tấu rã ba lát bát ba hai ba một ba hai ba. Mình làm chậm lại nha. Các bạn giữ vào đô trưởng đi. Bát là dây năm, bát ba hai ba một ba hai ba đó. Cái tiết tấu rã này rất là cơ bản, ở Dung nghĩ là nhiều bạn biết rồi đó. Các bạn cứ đánh tập chậm như vậy, từng theo từng con số, sau đó các bạn tăng tốc lên. Đó, mùa hộ âm mình sẽ đánh đầy đủ như vậy nhé. Mưa là khúc hát, xong chuyển qua mi 7 đánh tương tự. Bát là dây 6. Mưa là năm tháng, con em là những nhớ mong của đời anh. Rồi cái câu dưới thì la thứ với son trưởng là các bạn sẽ chơi giống như khổ thứ nhất là bát ba hai ba. Sau đó qua pha trưởng thì mình lại đánh cái tiết tấu rải ba lát đầy đủ. Chiều này không có mưa bay, chỉ có những con đường dài cùng anh ngồi hát vu vơ. Đó, cứ chỗ nào ở phía khổ trên là bát ba hai một thì khổ dưới sẽ thành bát ba hai ba một ba hai ba. Và nếu mà các bạn nào không muốn chơi cái tiết tấu nó thay đổi như vậy thì các bạn cứ giữ nguyên một kiểu tiết tấu như là khổ một, các bạn áp dụng xuống khổ thứ hai ha. Ok, bây giờ đến phần điệp khúc thì mình sẽ chơi điệp blue. Điệp blue nó sẽ đi như sau: bát ba đập ba, ba đập ba. Cái bát là biết rồi ha, còn ba, dung đọc số ba ở đây có nghĩa là mình sẽ chập ba dây ba hai một. Mình chập cùng một lúc đó. Các bạn sẽ dùng cái đầu ngón tay này, các bạn ép vào dây một lực nhẹ, xong rồi các bạn móc lên đó, móc cái tay nào móc hướng vô lòng bàn tay nè. Thì mình sẽ đọc chập ba dây này là đọc tắt là số 3 thôi nha. Mình sẽ có là ba ba đập ba nghỉ ba đập ba. Khi mà các bạn đập á, các bạn có thể co cái tay này lại, dùng cái phần này để đập, hoặc là các bạn có thể xòe cái ngón cái ra nè, thì mình sẽ đập bằng cái phần này ha, chỗ này nè đó. Các bạn sẽ đưa tay ra lấy đàn xong đập vô. Đó, đập như vậy thì tiếng nó kêu rất là to. Rồi mình khi mà đập xong cái là phải buông tay ra để mình móc tiếp ba dây liền luôn. Tăng tốc là mình quen tay là được ha. Rồi vô với cái câu đầu tiên là chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai, thì cái đôi trưởng và son trưởng các bạn sẽ chỉ đánh một nửa công thức thôi là bát ba đập ba đó, chỉ đánh như đó thôi nha. Đôi trưởng nè, bát ba đập ba, xong chuyển qua son trưởng bát ba đập ba. Rồi
rồi qua la thứ thì mình đánh đầy đủ. Chiều nay không có khi mà các bạn hát cái chữ vai á, là la thứ bát ba đập, sau đó là các bạn sẽ hát cái chữ chiều nay không ở câu dưới là ngay tại cái ba đập ba. Các bạn quan sát lại nha. Bơ vai chiều nay không có mắt em đó, cái chữ chiều nay không là nó sẽ rơi vào cái ba đập ba phía đuôi của công thức của cái hợp âm la thứ ở trên đó, các bạn hiểu không? Bây giờ tiếp theo không. Chiều nay không có mặt em cười như lúc xưa, dường như không. Rồi cái chỗ là pha trượng và son trượng thì mình cũng đánh cái công thức rút gọn bát ba đập ba. Rồi đô trượng thì đánh đầy đủ. Đó, và cái chữ dường như góc là mình cũng hát vô cái ba đập ba. Như lúc xưa dường như góc phố cũng biết buồn thao bay khắp con đường. Bốn cái hợp âm mà tại cái câu dường như góc phố cũng biết buồn thả hoa bay khắp con đường, pha trượng son trượng và mi thứ và la thứ chỗ đó thì các bạn sẽ đánh cái lô rút gọn đó, bát ba đập ba thôi ha. Đến cái câu cuối cùng của cái khổ này, chiều nay không có mưa rơi anh lặng im, thì các bạn đánh đầy đủ. Chiều nay không có mưa rơi anh lặng im. Các bạn nắm được không? Thì cái khổ thứ hai của phần điệp khúc các bạn cũng chơi tương tự như vậy luôn. Bây giờ Dung sẽ hát thật là chậm lại cả hai cái khổ của phần điệp khúc luôn nhé. Chiều nay không có mưa rơi trên đôi. Pha thứ thì chiều nay không có mưa rơi là rê thứ đây ha. Rê thứ đây các bạn chuyển qua pha thứ là các bạn sẽ đẩy cái ngón trỏ này để chạm hết nè, xong rồi xê dịch hai ngón này lên. Các bạn quan sát lại ha, rê thứ qua pha thứ, đẩy ngón trỏ lên kẹp ngón giữa chung luôn, lấy hai ngón này chạm. Đó, các bạn quan sát lại cái chỗ dung chuyển này ha. Chiều nay không có mưa rơi, chiều nay của nó là dây 6 nha các bạn. Rồi tiếp theo đến cái câu xa dần năm tháng con đường vẫn thế thì các bạn cũng xài đẹp blue luôn. Xa dần năm tháng con đường vẫn thế, chỉ mưa mà anh đứng đây chờ em. Ok, như vậy là hết bài rồi. Chúc các bạn tập tốt nha. Bye bye.